Vâng, xin chào tất cả các bác. Cũng như đã thông báo thì em cũng đã về được con bờ rề đen Lukman CL35 2 la mã nha các bác. Đẹp xuất sắc nha. Con này về vỏ gỗ nguyên mập nha các bác, rất là đẹp nha. Và bộ ruột con này gọi là một cái đỉnh ruột rất là mới nha các bác. Điện 100V nha. Đây là một trong những con rề đen rất là nổi tiếng của Lukman CL35 2 la mã. Nó có CL35 rồi CL35 2 la mã. Tiếng rất là ngọt ngào, tiếng tựa tựa như những dòng mà Lukman L68A, nhưng mà độ ngọt và độ mềm thì mềm hơn một tí. Nhạc vàng, nhạc bolero thì các bác cần con rề thì đây là một con rề rất là tuyệt vời. Nó rất là nổi tiếng nha bác. Bát chép, phần cần chân bát chép, vân vân. Và lăng, volume, đường tinh đầu vào. Đấy. Đấy, bác nào yêu thích con rề này thì alo cho em nha. Hai dây nguồn điện 100V nha các bác. Bộ gỗ nguyên mộc nha. Đây là phía sau, rất là ken. Đây đường tinh đầu vào này, phono đầy đủ cho các bác nha. Đường hai đường út ra này, sử dụng cho 2 ampli này. Rồi em lấy ra luôn để các bác cùng xem. Ốc em mở sẵn rồi nha. Đây là phía dưới của rề này. Đây, phía dưới của em nói 4 chân cẳng này, 4 cái lỗ ốc là em đã mở sẵn rồi nha. Đây là mà lôi nó ra, các bạn thấy phần sexy còn 7 màu luôn nha. Tất cả ốc còn keo luôn nha. Phần này là phần bóng rề nha. Phần bên trong là trong mạch, mời các bác cùng xem luôn nha. Vâng, mời các bác cùng xem nội thất cực kỳ đẹp của con rề Lukman LCL35. Đây, các bác cùng xem nha. Các bác nhìn chân hàng nguyên mọc mạc hết nha các bác. Đấy. Đây, phía dưới là những chiếc áp còn 7 màu luôn nha. Dây nhựa cực kỳ sạch sẽ, là tổng quan các bác nhìn độ đẹp của nó nha. Mặt nó hai bo đối xứng nhau nha các bác, bo này với dưới này và bo dưới y chang nhau nha. Đây là những cái bóng rề nha. Đấy, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 bóng nha. Nó chạy bóng 12AX7 nha các bác, bóng rề cực kỳ nổi tiếng của được sử dụng rộng rãi trên những tất cả những dòng ly đèn. Nhìn cái bộ mạch rất là mới, là rất đẹp. Đấy, bác nào yêu thích chắc đèn thì alo cho em nha. Qua ai số điện thoại trên nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em nha. Con này em mới về, bác nào nhu cầu thì alo. Đấy.